Xin chào tất cả các bạn, mình là Minh đến từ Joker Capital. Hôm nay mình sẽ giới thiệu và hướng dẫn mọi người chơi game Airdrop, cũng là một game tattoo earn mới ra mắt gần đây. Game Airdrop được nằm trong dự án của Gumball Games. Gumball Games là một studio game tại Hàn Quốc chuyên phát triển các tựa game casual, tức là game có cơ chế chơi đơn giản để mọi người dễ tiếp cận và dễ chơi nhất. Gumball Games áp dụng công nghệ blockchain để kết nối người dùng từ Web 2 đến với thế giới Web 3 một cách thuận tiện và dễ dàng kiếm được lợi nhuận thông qua việc chơi game. Gumball Games hiện đang rất tiềm năng với tổng nguồn vốn huy động lên tới 10 triệu đô đến từ 8 backers. Trong số đó đặc biệt phải nhắc đến Binance Labs và Animoca Brands. Tiếp theo mình sẽ nói về airdrop của airdrop. Tổng phần thưởng là 10 triệu token G sẽ được chia cho các người chơi của thứ hạng cao và do Gumball Games được Binance Labs chấm lưng nên khả năng listing của các token là rất cao, rất đáng để thử. Để tham gia airdrop, các bạn chỉ cần truy cập vào Twitter của Gumball Games. Ở đây các bạn sẽ thấy đường Linktree ở phần giới thiệu. Click vào link sẽ mở ra một trang mới và các bạn sẽ thấy game airdrop ở ngay trên đầu. Click vào và game sẽ được mở thông qua Telegram. Tại Telegram các bạn sẽ click vào nút play ở dưới cùng bên trái giống như các game tattoo khác. Ok, khi vào game thì các mục trong game sẽ bị khóa cho đến khi các bạn hoàn thành hướng dẫn của trò chơi. Vì vậy các bạn sau khi hoàn thành hướng dẫn sẽ hiện ra được như màn hình của mình. Giờ mình sẽ giải thích về cơ chế của game airdrop. Đầu tiên là phần drop. Khi các bạn ấn vào nút drop ở giữa màn hình thì sẽ hiện ra các quả trứng. Trừ các quả trứng màu trắng ra thì tất cả các loại trứng khác khi xếp liền nhau các bạn sẽ được quả tương ứng với loại trứng. Hình sấm sét bên trái sẽ là năng lượng của các bạn. Mỗi lần drop sẽ tốn 1 năng lượng và mỗi 5 phút các bạn sẽ nhận được 1 năng lượng. Có hai loại trứng chính là trứng vàng và trứng đỏ. 10 quả trứng vàng sẽ được 1 triệu điểm trứng tương đương với 2 quả trứng đỏ. Như vậy có thể thấy giá trị của trứng đỏ là rất lớn. Ngoài ra trứng vàng và trứng đỏ cũng có thể nối được với nhau. Bên cạnh đó thì còn có trứng sấm sét hay còn gọi là trứng năng lượng. Khi các bạn nối các quả trứng này sẽ nhận về được năng lượng. Tiếp theo là trứng đấm. Trứng này có tác dụng sau khi các bạn drop, các quả trứng của bạn không ở vị trí đẹp để nối với nhau thì có thể sử dụng nắm đấm để thay đổi vị trí các quả trứng. Và có thể sử dụng bao nhiêu lần cũng được cho đến khi các bạn ấn nút get. Tuy nhiên sự thay đổi vị trí này cũng khá hên xui. Trứng khiên để chặn đòn tấn công của người chơi khác. Khi bạn offline thì những người chơi khác có thể tấn công hoặc cướp trứng của bạn. Về quả trứng màu xanh lá thì còn được gọi là trứng sâu. Mọi người có thể dùng trứng này để đổi lấy các phần thưởng khác trong game. Cuối cùng là trứng cướp bóc và trứng tấn công như mình đã nói ở trên. Tiếp theo là phần bingo. Ở đây các bạn sẽ thả các quả trứng vào 25 ô này và khi bạn hoàn thành được một hàng dọc, hàng ngang hoặc đường chéo thì sẽ mở ra được một loài chim trong mục birdie. Lưu ý là mỗi khi thả một quả trứng vào thì số điểm trứng bạn mất sẽ càng tăng. Khi hoàn thành được một đường thì cũng sẽ nhận được trứng sâu và khi bạn hoàn thành hết bảng bingo thì bảng sẽ reset lại từ đầu. Mục bingo pass là level bingo của các bạn. Khi các bạn đạt mức level càng cao sẽ được càng nhiều quà và có thể nâng cấp lên premium bằng trứng sâu. Cuối cùng là mục birdie. Đây là bộ sưu tập các loài chim bạn mở được và các loài chim này cũng cung cấp các buff cho các bạn. Chim càng nhiều và level càng cao thì mỗi lần drop các bạn sẽ có được nhiều lợi thế. Một bonus chính là các buff mà các bạn đang có. Ở trang chính phía trên có phần shop nơi các bạn có thể mua mọi thứ bằng trứng sâu như nắm đấm, năng lượng, thậm chí mở được luôn cả birdie. Ngoài ra cũng có thể nạp tiền để mua trứng sâu nhưng mình không khuyến khích lắm cách làm này. Tiếp đến là phần Welcome Event. Các bạn chỉ cần hoàn thành 10 nhiệm vụ khởi đầu để nhận về 300 trứng sâu. Phần Quest cũng đưa ra các nhiệm vụ để nhận về trứng sâu. Đây cũng là các nhiệm vụ đơn giản như các game tattoo earn khác. Phần Friends thì mọi người chỉ cần mời bạn chơi thông qua Telegram để hai người cùng nhận quà. Lưu ý là người bạn mời phải chưa từng chơi Airdrop. Về phần stake, tạm thời phải đợi token list ra sàn thì mới có kết quả.
Phần Mega Return là sự kiện tạm thời đến ngày 8 tháng 7. Đó là mỗi khi bạn mời một người chơi mới thì sẽ nhận được 300 năng lượng. Cuối cùng, số Airdrop bạn nhận được sẽ tương đương với số Birdie và Lego Bingo của các bạn. Chúc các bạn chơi game vui vẻ. Nếu thấy bổ ích thì có thể cho Joker Capital một like và một subscribe để kênh ngày càng phát triển hơn. Cảm ơn các bạn vì đã xem hết video.